Rồi, Nông Dân TV xin mến chào anh chị cũng như bà con chăn nuôi đến với clip mới của mình ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày 12 tháng 8. Thì lời đầu tiên cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian vào xem clip nhé. Thì trước màn hình anh chị đó thì cặp bò, một con ba bơ và một con pháp kim, thì bò lỡ lớn nha. Đấy. Thì trại bò của giống của anh Vinh Nguyễn đó, thì địa chỉ mình để trên màn hình rất là rõ ràng. Bà con nào có nhu cầu muốn tham khảo kỹ thì gọi qua số Zalo để xem bò trực tiếp. Thì qua đây trại vẫn chuyển bò cho khách vẫn bình thường nha. Thì trại sẽ lo thủ tục và giấy tờ kiểm dịch đàng hoàng, test đồ đàng hoàng thì chuyển đến bà con không sao hết. Thì trong thời gian tránh dịch này thì cũng đang thất nghiệp, bà con nào có nhu cầu thì tham khảo cặp bò này mua về để vỗ béo trong thời gian này. Đấy, thì chủ trại sẽ báo giá hai con này. Xin chào cô chú nghe, tại bò Dương Nguyễn có về cặp bò lỡ nè. Bò này chiều cao của nó khoảng 1m26, khoảng 1m25-26. Bò này nó tầm cũng khoảng 12-13 tháng. Con kem con ba bê nha. Bò này sỏi dạm rồi lớn bò. Bò này bò vỗ béo bò lỡ nha cô chú anh chị, này bò nuôi nha. Cặp này 72 triệu. Hai con này cỡ một. Ba bê dày đồ hết biết dày đồ. Cô chú anh chị nào cần xài bò vỗ béo thì liên lạc với trại bò Dương Nguyễn ở Mang Thít Vĩnh Long. Cặp này 72 triệu. Đây con ba bê. Hai con này cỡ chiều cao như nhau hết. Đất kia. Bò này đòn dài.